Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Sau đây em sẽ test con bao Reveler MBA600. Con này cực kỳ khủng nha các bác, mạnh khiếp khủng và rất là độc. Việt Nam mình này không biết ai có chưa, chưa nay đã cọc đến tại em. Con bao này giá là 11 triệu nha các bác, đẹp xuất sắc luôn nha. Reveler MBA600 hàng nồi của Mỹ nha, điện 110-120V. Và các bác có thể sử dụng nó để nghe nhạc, đánh vào những nghiệp loa full 40-30. Thì các bác em thấy em đặt để hướng 9 giờ thôi, nó rất là mạnh quá mạnh luôn. Và đang ghép nối với nó một con vang TD Agotech dòng vang chuyên nghiệp nha, giá là 2,7 triệu. Và một con vang em mới về cập bến của dòng chính hãng của CAF H3 Pro, dòng vang nhập khẩu chính hãng của công ty trách nhiệm hữu hạn Tăng Việt. Dòng mic này đến từ thương hiệu của Ý nha, Italia nha các bác. Hàng rất là tốt, giá là 3,2 triệu, em đang phân phối cho các bác 3,2 triệu. Các bác nào chưa còn đủ là 3 triệu nha các bác. Thì sau đây em thử một ca khúc. Và mic này có chế độ tự test khoảng 3 giây nếu chúng ta không hát, và cầm lên là nó sẽ bật, tự bật nha. Rồi, sau đây em sẽ thử một ca khúc cho các bác nghe, chất tiếng của nó cũng rất là tốt nha các bác. Bên em có phân phối tất cả những dòng mic xua này nha các bác, mic xua thì giá đắt hơn. Linh hồn tượng đá nha các bác. Alo, hai em ba hồi nhiều. Và cái bộ mic này nó độ nhẹ rất là cao,
chỉ cần nhích volume là hát rất là lớn rồi. H3 Pro nha các bác, các bác lưu ý CIF H3 Pro hàng chính hãng nha, giá 3.200.000 và em bao ship toàn quốc cho các bác, hàng nguyên kiện nguyên hộp nha các bác, đầy đủ phụ kiện hết cho các bác. Nó là hàng mới 100% được bảo hành 12 tháng của công ty. Rồi, mọi chi tiết các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Thì chất lượng hát thì khá là ngon, được rất là ngon trong cái phân khúc mà 3 triệu hơn một tí. Các bác lựa chọn những bộ mic chính hãng các bác xài cho nó yên tâm. Đừng nên đi mua những cái hàng trá hình, hàng nhái, hàng gì đó vân vân. Cứ hàng chính hãng công ty các mình chơi thôi, được bảo hành của công ty. Hãng CAF thì rất là nổi tiếng rồi trong lĩnh vực chuyên nghiệp của âm thanh. Alo, sau đây xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.